Tại hội nghị về tái thiết Ukraine khai mạc tại Lugano, Thụy Sĩ hôm ngày 4 tháng 7, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal nhấn mạnh, nước này đã bị tàn phá nặng nề và nhu cầu tài chính để tái thiết đất nước là vô cùng lớn. Chúng tôi ước tính tái thiết Ukraine cần 750 tỷ đô la Mỹ. Ông nói và khẳng định Nga phải chịu trách nhiệm tái thiết Ukraine vì phát động chiến sự. Trong khi đó, phát biểu qua truyền hình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, công cuộc tái thiết Ukraine không phải trách nhiệm riêng của một quốc gia mà là nhiệm vụ chung của thế giới dân chủ. Phát biểu trên kênh truyền hình CBS, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho hay, không ai biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng theo France 24, có một điều chắc chắn rằng cuộc xung đột kéo dài hơn 4 tháng qua đã tàn phá nặng nề cơ sở hạ tầng ở Ukraine, buộc quốc gia châu Âu sẽ phải tiêu tốn hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho công cuộc tái thiết. Theo tính toán của trường kinh tế Kiev, thiệt hại về cơ sở hạ tầng tại Ukraine ước tính khoảng 104 tỷ đô la Mỹ, ít nhất 45 triệu mét vuông nhà ở, 256 doanh nghiệp, 656 cơ sở y tế và 1.177 cơ sở giáo dục đã bị hư hại hoặc phá hủy. Trong khi đó, nền kinh tế Ukraine thiệt hại khoảng 600 tỷ đô la Mỹ. Theo một báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tính từ khi cuộc xung đột nổ ra đến ngày 26 tháng 6, hơn 10.000 dân thường đã bị thương vong, ít nhất 16 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo. Ukraine cũng đang chứng kiến cuộc khủng hoảng di dân lớn nhất thế giới hiện nay, với khoảng 12 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Robert Piper cảnh báo, số người Ukraine bị ly tán, mất chỗ ở đã vượt quá con số trong tình trạng tương tự ở Syria. Đất nước từ lâu đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng vì chiến tranh. Ông Piper bày tỏ quan ngại trước tình hình nêu trên và nhấn mạnh, số người dân Ukraine rơi vào tình trạng mất chỗ ở đã lên tới con số lớn nhất từ trước tới nay, và chưa có nước nào rơi vào tình trạng tương tự với tốc độ nhanh đến như vậy.